lãnh đạo quận của Hà Sơn vừa tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn. Tại các doanh nghiệp đến thăm, lãnh đạo quận chia sẻ những khó khăn và nỗ lực của các doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với những tín hiệu đầy khởi sắc. Địa phương trân trọng những đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, chung tay cùng chính quyền chăm lo đến từng người lao động, từng số phận trong xã hội các doanh nghiệp trên địa bàn bày tỏ sự xúc động trước tình cảm sự quan tâm của chính quyền địa phương và cho biết đây chính là động lực để đơn vị tiếp tục nỗ lực đầu tư phát triển và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương lan tỏa sẻ chia tình nhân ái để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình vượt khó